nữa kìa. Đồ ngốc, không phải là mông mà là ngực đó, là ngực biết chưa? Là ngực sao? Chính là nơi mà em bé thích nhất đó, và cả mấy thằng con trai cũng thích luôn. Mình đâu, đâu qua đi thôi. Đừng để lỡ rơi con đốm trên lưng bé. Em ngon như matcha nè, matcha nè, matcha nè. Em ngon như là matcha nè, matcha nè, matcha nè. Em ngon như matcha nè, matcha nè, matcha nè. Em ngon như matcha nè, matcha nè, matcha nè. Ghét điện thoại vào 3 giờ sáng, bắt đầu ngủ biết là hay. Alo, 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 thằng bắt đầu kêu tôi viên LV và tối nay anh sẽ dắt phải bắt LV. Dân châu Á đã đi vô ba, hai tay tao phi đô la. Mấy em gái phải đứng xếp hàng vì tưởng tao cháu của Tokuda. Tao chọn là quan thiều tùy, cưng khoái cứ kimochi. Dù có to có bé, thân hình nhỏ nhẹ như em loli. Quẩy trên beat của Vina House. Alo, 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 thằng bắt đầu kêu tôi viên LV và tối nay anh sẽ dắt phải bắt LV. Alo, 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 thằng bắt đầu kêu tôi viên LV và tối nay anh sẽ dắt phải bắt LV. Mà xinh thế, anh học marketing còn em luật kinh tế. Anh thề, anh hứa anh không làm gì hết. Cứ thế này thì chết ô xem đẹp không tì vết. Muốn nắm tay em để thắp Eiffel. Bắc thịt ăn chín là Bắc Ninh, xuất thân là trai Bắc Ninh. Tôi lấy miếng trâu làm đầu câu chuyện. Người Bắc Ninh muốn trọng chữ tình, nếu muốn cãi nhau mời ông lên huyện. Bắc Ninh có bánh phu tê, đàn ông phải có máu dê trong người. Ấy nhìn ai cũng tưởng chơi bóng, vì khi đến đây ai cũng nghe răng của anh. Chị ai chứ không xem người là mình đâu, đâu qua đi thôi. Đừng để lỡ rơi con đốm trên lưng bé. Em ngon như matcha nè, matcha nè. Ôi con nhà mà xinh thế, anh học marketing còn em luật kinh tế. Anh thề, anh hứa anh không làm gì hết. Cứ thế này thì chết ô xem đẹp không tì vết. Muốn nắm tay em để thắp Eiffel, bởi vì tình yêu chúng mình là hợp pháp. Tối qua anh
anh đã. Ngó lên trời trời cao, cao 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 cao. Dân châu Á đã đi vô ba, hai tay tao phi đô la. Mấy em gái phải đứng xếp hàng vì tưởng tao cháu của Tokuda. Tao chọn là quan thiều tùy, cưng khoái cứ kimochi. Dù có to có bé thân hình nhỏ nhẹ. Mà xinh thế, anh học marketing còn em luật kinh tế, anh thề anh hứa anh không làm gì hết. Lại nhớ nữa không? Và thế ta anh đã biết nhớ thương từng chút mong một việc đó vẫn vương. Bắc thích ăn chín là Bắc Ninh, xuất thân là trai Bắc Ninh, tôi lấy miếng trâu làm đầu câu chuyện. Người Bắc Ninh muốn trọng chữ tình, nếu muốn cãi nhau mời ông lên luyện. Bắc Ninh có bánh phu tê, đàn ông phải có máu dê trong người. Để nhìn ai cũng tưởng chơi bóng, vì khi đến đây ai cũng nghe răng cười. Alo, 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 thằng bắt đầu kêu tôi Vinh LV. Và tối nay anh sẽ dắt phẫu bắt ông Vinh.